Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu với các bạn bộ vali đồ chơi của hãng Bowa. Đây là chiếc vali đồ chơi y tế, tức là vali chứa các cái dụng cụ để các bạn khám bệnh. Chúng ta thấy đây có 18 dụng cụ như là đèn soi, rồi xi lanh, dao mổ, kéo cắt, kính lúp, kính mắt, vân vân. Medical. Và tất cả đóng gói trên cái vali này rất là nhỏ gọn và dành cho các bạn từ 3 tuổi trở lên. Con sẽ mở hộp này ra. Đây là chiếc hộp màu xanh. Mở cái khóa này ra. Ở trong này chúng ta thấy hiện tại thì chưa dán sticker nên trông chưa gì nổi bật cả. Thì dưới này chúng ta thấy có các cái dụng cụ. Và đây là sticker dùng để các bạn dán lên trên bề mặt này, trên này và ở ngoài. Rất nhiều sticker. Và đây là các dụng cụ. Nó có 18 dụng cụ như là búa này. Đây là cái bơm tiêm này. Đây là đèn này. Đèn soi, đây gương soi răng. Các bạn có thể bấm để sáng đèn. Đây là cái công dụng của soi tai chẳng hạn. Cái chi tiết này thì được thiết kế rất là trau chuốt và đẹp. Khay đỡ vân vân. Rất đẹp. Chúng ta có 18 cái dụng cụ. Để tìm hiểu chi tiết về cái sản phẩm này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.